coi nó lặn. Đó, lặn con này. Lặn, lặn, thấy chưa? Lặn hay lắm. Lặn. Tiêu, lặn mắt con này. Lặn rồi, lặn rồi. Thôi. Lặn mới nãy nó lặn ghê. Cái bao dây nó lại. Con kia nó lặn kìa. Ở đây ruộng. Lặn nhỏng đít lên. Ở đây ruộng lúa cạn hèo không có điều đâu mà lặn. Thì dí nó lại. Lẹ lên, lẹ lên. Đó đó đó. Ừ, 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 đó đó. Ờ, hết chưa? Còn con. Lặn. Né nó lặn rồi. Ok. Đây là cái chạy chích các bạn. Bữa nay đi tìm le le nữa các bạn ơi. Ở những cái video hôm trước các bạn thấy là mình tìm đi tìm những cái bầy le le con, le le nhỏ nó ở trong trại nó đẻ rồi mình không hay mình nó dẫn ra ngoài các bạn. Nghe đâu hôm qua mấy anh em nói là nó đã nở hai ổ rồi. Hôm qua đi kiểm tra mới thấy trong những cái bụi. Các bạn thấy là mặc dù là ngày nào mình cũng đi kiểm soát nhưng mà trong những cái bụi như thế này nè, nó đẻ kỹ lắm, nó giấu trứng kỹ lắm. Mình biết là nó đẻ đó nhưng mà không biết cái chỗ nào. Nó khi mà nó đẻ là nó nở, nó dẫn con ra luôn. Đó, hôm trước các bạn thấy ở cái góc địa hôm trước, ở video hôm trước là mình quay mình bắt dính cái bầy ở đây nè. Bữa nay nó mới nở rồi, trứng nó còn ướt. Hôm qua tối quá nên không có quay được. Không có ga đi bắt được, nó trốn kỹ lắm. Các bạn biết là con le nó khôn lắm. Khi mà nó đẻ là nó giấu trứng, nó làm, nó che cổ rồi dữ lắm các bạn. Trong mấy cái lùm cỏ này nè. Không thể nào mình kiểm soát sẻ hết các bạn ơi. Do cái số lượng con giống nhiều quá nên không có kiểm soát được cái ổ nó. Với con le các bạn càng lấy trứng đó hả, nó càng giấu. Còn nó làm những cái chỗ phức tạp hơn nữa. Trời ơi, đây nè các bạn nè. Nè. Thấy ghê chưa? Hai con ấp luôn. Đó 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 đó. Không hay nữa là nó hả nở cái gì rồi. Thường thường á các bạn nè. Đây sao bùi chuối ha. Nếu mà không hay là nó nở dẫn con ra. Các bạn thấy nè. Hai con ấp luôn. Ghê chưa? Nè. Bây giờ cho mấy bạn thấy là các bạn hỏi là nuôi le le là một con trống hai ba con mái được không, thì cho các bạn thấy cái cảnh nè. Hai con đang ấp trứng luôn nè, con trống với con mái hai con đều ấp trứng hết các bạn. Đây, thấy không nè. Hai con này chắc nó hổ báo dữ lắm luôn á, ghê chưa. Trời ơi, nó đẻ sao bụi chuối không hay nữa. Đó 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 đó, đá luôn, quay đá máy quay luôn. Trời ơi, con cặp này nó không dữ. Đó, ghê chưa, đá sao chạy, sao bay vậy? Ôi trời. Trời ơi, cái ổ này đẻ ngay chân cái bụi chuối nè, hai mày thấy không? Hai con nó dữ luôn nè. Nhìn không kịp, không kiểm soát kịp là nở dẫn ra. Ở ngay cái bụi chuối luôn, hai con luôn. Hình như nở rồi các bạn ơi, hàng gì nó nở rồi, hàng gì nó hai con nó vô nở rồi, khẽ mỏ rồi. Hai con mà nó vô ổ nó nằm gì là trứng bắt đầu nó khẽ mỏ rồi các bạn thấy nè. Hai con kêu rồi, ồ kêu rồi, ồ đá. Hai con đây coi trứng rồi, khẽ mỏ rồi. Ây da nè, dữ không, khẽ mỏ rồi nè, thấy chưa. Trời ơi, con kiến vô luôn hả, ghê vậy, cắn chết con hay gì. Lấy trứng vô chưa, cái trứng thì nó khẽ mỏ thì không sao các bạn, tụi nó kiến vô cắn chết con nữa chứ. Nè, hai con mà hai nè, cái tiếng này là con ở đâu nó kêu nè. À, ở trong cái ổ này. Ây dồ, nó đá kìa. Kìa. Đây nè, đây khẽ mỏ trứng rồi, có không, kêu luôn, đây là con kêu luôn. Cái này mà không hay á là nó nở dẫn ra nữa nè. Sáng là nó dẫn ra, nó nở chừng 2-3 tiếng đồng hồ là nó khô lông là nó dẫn đi các bạn. Thì ra là nghi lắm mà. Hai con nằm trong ổ là thế nào nó cũng nở rồi. Khi nào cái con mà trong trứng là nó khẽ mỏ là bắt đầu con trống nó vô các bạn, con mái nó vô, hai con nó vô. Nó vô nó giữ ổ nó. Để ý là vậy. Hên ha. Bữa nay đi tìm
đi tìm cái ổ, đi tìm mấy cái bầy le le nở mà gặp được cái ổ nào nó đang nở luôn, cũng hên á. Trễ một cái là mai đi kiếm mệt luôn á. Trong mấy cái bụi rậm này các bạn biết là khó kiếm lắm, khó kiếm cái bầy le le lắm. Để đây đi coi, trời ơi này nó nằm nó làm quất trong bụi chuối không thấy luôn các bạn. Thì le le nó đẻ, từ lúc nó đẻ cho tới nó khẽ mỏ nó nở như vậy là khoảng 28-30 ngày là nở hết các bạn. 28-30 ngày. Tập tính của con le le là đi cặp với nhau. Các bạn thấy là lúc đầu tôi quay là hai con nằm trong ổ đó, là hai con nó thay phiên nhau, nó ấp trứng, nó giữ trứng. Trời ơi, nó đá kìa, đá ghê chưa. Trời ơi nè, cắn. Trời ơi, cũng ra máu này chứ không phải giỡn chơi đâu ha. Rồi một chút đi, tao đem vô con mày vô tao nuôi giùm cho. Nè cái ổ trứng nè, nở được mấy trứng nè. Trời ơi, ngay cái mục chuối luôn, cái mỏ hết rồi. Giữ hai con, giữ kinh khủng. Hai con luôn đó, tấn công. Chỉ có con le le nuôi nó mới dạng như vậy các bạn, còn con le le rừng nó không có dạng được như vậy. Đó, đá. Con le le rừng nó hả, nó không công dụng vừa cổ nè. Con le le rừng mình gọi gần là nó bay mất tiêu rồi, mà cái lúc mà nó dữ nhất là lúc mà có con với cái lúc gần nở nữa các bạn thấy không. Hai con luôn, nó đá đi đá. Thôi bây giờ thấy rồi, để ý mày đây đi, không chọc mày nữa. Để chút tao đem vô rồi một tí nữa tao đi kiếm mấy bài kia đi, rồi đem vô một lượt luôn. Tao đi kiếm mấy bài kia rồi tao đem vô một lượt một đó. Nó mình không hay là 2-3 tiếng đồng hồ sau là nó dẫn đi mất tiêu. Nó nở ra khỏi cái vỏ, nó khô lông là nó lặn mất tiêu. Hay lắm, các bạn để cho nó 1-2 ngày thì các bạn khó bắt nó lắm, phải 2-3 người bắt nó dính đó, khó lắm mà. Trong những cái bụi như này nè, không thể nào mình kiểm soát sể. Có bạn, có bà con nào, trời đang ổ nữa nè, 2-3 ổ luôn. Trời ơi, có bạn có bà con nào á kêu mình chặt cỏ hết đi. Chặt, nếu mà mình chặt cỏ hết các bạn thấy là nó trứng này nó rớt ra ngoài luôn. Nếu mà mình chặt cỏ hết là nó không đẻ các bạn, trống quá nó không đẻ. Có một phải đẻ cái gì đây. Ồ, cái ổ này nó đẻ 5-6 trứng luôn. Con này nè, cái ổ này các bạn thấy không, nó rớt ra ngoài luôn, đẻ 5-6 trứng đây luôn. Đó, chạy nó đi. Con này không quan trọng, chỉ kiếm mấy con ngon đi. Bạn thấy là nếu mà mình chặt cỏ hết á thì nó trống quá, nó không đẻ, nó nhột, nó không đẻ các bạn. Cái con hoang dã mà các bạn nuôi mà trống như mà nuôi như vậy á thì đâu có đẻ được. Đây là những con hậu bị tôi nuôi nè. Các bạn thấy là những con hậu bị, không phải những con sinh sản. Những con sinh sản thì nằm ở ngoài này. Ở ngoài này nè, nó ngoài vườn nè. Thì nó đẻ, nó tìm những cái ổ nào nó, cái chỗ nào nó khuất nó đẻ, chứ nó không có đẻ ngoài chơi trọi như vịt của mình, nó đụng đâu đẻ đó. Các bạn có kêu là mình đi chặt hết cỏ bớt đi. Chặt hết cỏ là nó không đẻ luôn các bạn. Chịu khó mình đi kiếm đi, chịu khó nó nở ra mình chịu khó mình đi kiếm, hoặc là mình đi kiếm ổ đó. Cái việc này tôi đi hàng ngày luôn á, mà cũng còn sót nhiều lắm, không quản lý được các bạn, không quản lý kịp. Bạn thấy mấy hôm trước cái ổ này ở đây tôi lấy vô hết rồi. Ổ đây ổ nó trời hết hồn à. Bay gan cái hết hồn, làm giữa đường đi luôn nội ơi. Đây này, trời ơi trời, hết hồn hết vía, làm giữa đường đi luôn, 7 trứng ha. Để đó đi, nhớ mày ơi, chút là lấy cây cầm làm dấu, thấy chưa, thấy chưa. Đi mà không khéo là đạp ổ nó luôn á các bạn. Đi không khéo là đạp ổ nó, nó không phải giỡn hả. Bởi vì các bạn mà có đi đến trại tham quan thì các bạn nhớ nhờ cái người mà quen dẫn đi, chứ không có quen thì dẫn vô là nó đạp ổ nó. Đây đây, ổ nó này, đây đây à, đây à, đây các bạn thấy chưa. Đó, kế bên có ổ nữa, trời ơi là trời, để ngay đường đi không mà nở không hay. Đây chút cầm cây làm dấu, thôi chỉ nó nhỏ. Đây, ổ này thì hôm trước thấy rồi. Đây, ổ này thấy rồi, hôm trước rồi. Rồi. Ổ này chắc cũng sắp nở nữa. Rồi. Để mình đi kiếm mấy bầy kia đi.
chứ mấy bầy còn non nữa đâu, còn nằm đâu cũng được. Nở ra rồi dẫn đi đâu không biết đường kiếm luôn. Nó mà dẫn đi rồi là không biết đường kiếm. Trời ơi trời. Trời ơi bữa nay gặp chín dữ mà. Mà chín vịt. Con nội. Đây 4 năm chín vịt luôn. 4 trứng vịt. Trứng này trứng vịt chứ không phải là trứng lè lè nha các bạn. Trứng vịt. Trời ơi đâu gặp nhiều trứng vậy. Trứng. Nghe có vịt nè. Nè đây có 4 con vịt mái, có 4 con vịt mà mình nuôi để mình câu cá các bạn. Thì mỗi ngày nó đẻ 4 trứng cho mình. Đúng rồi không ạ? Nuôi chung với Le Le luôn. Đổ xuống nguồn lúa luôn. Cái này đi. Các bạn hỏi lúa này các bạn, đó lúa nó chín rồi nè, lúa nó chín rồi lên nó bắt đầu để những cái cây này cho nó ăn, để những cái cây sống gì cho nó ăn các bạn, lúa tươi gì cho nó ăn, ăn trên cây luôn, đi vô tiệm đó. Đâu đâu? Đó đó, đây hả? Rồi rồi rồi. À, thì ra đây. Ồ, đi vô tìm cũng thấy à. Cho nó lên ruộng á, đừng cho nó xuống nước. Đâu đâu đâu. Thấy chưa? Hay lắm, từ trong vườn ra tới đây luôn. Biết lắm mà, nghi thế nào trước trong lúa này lắm mà. Đó các bạn thấy chưa? Đi nuôi lè lè có dễ không? Nó mà nở rồi rồi cực lắm. Đi bắt. Cho nó lên ruộng lúa đi, cho nó xuống xuống đi nó khó bắt lắm. Đâu rồi. Cho cây ruộng trống đi. Đây này mấy con. Đây này được có 5-6 con nha, thấy không? Nghi lắm mà. Nghi lắm mà. Xuống đây luôn thôi. Nghi lắm mà thấy chưa các bạn thấy không? Đó. 5 con. Đâu? Ở đây cũng được rồi. Trên cạn này đừng cho nó xuống đìa là được rồi. Đó, bơi lội. Mới nở ra bơi giỏi ghê chưa? Ghê chưa? Cho trên ruộng lúa thôi, không cho xuống. Chứng minh ra. Các bạn biết là con nó lặn. Đó, lặn con này. Lặn thấy chưa, lặn hay lắm, lặn mất tiêu, lặn mất con rồi, lặn rồi thôi, lặn mới nở nó lặn ghê không, cho bao dây nó lại còn kia nó lặn kìa. Ở đây ruộng lặn nhỏng đít lên, ở đây ruộng lúa cạn thèo à, không có đìa đâu mà lặn dí nó lại, lẹ lên. Một mình là không thể nào bắt được nó các bạn ơi. Các bạn thấy nó nở lặn hay ghê chưa, còn bầy nữa, nó hai ổ mà thì kia cũng đông lắm á, mệt. Nè con le le là nó đi cặp với nhau gì nghe bà con, nó không có đi một trống hai ba con mái được đó. Các bạn thấy cái cảnh mà nó nở ra nè, mệt quá rồi, nó nở ra đó. Nở ra là hai con trống với con mái đi dẫn con với nhau vậy đó.
lớn đi một mình tôi bắt không được đâu, bắt nó đã lặn, chặn đầu nó, tôi đang chặn đầu nó lại nè, đi vô ruộng luôn Minh, đi vô trong ruộng luôn, trong ruộng cạn hơn, đi vô trong ruộng luôn, để nó vô lúa, à để gì, dí nó cà trống để nó vô lúa, để vô lúa bắt không được, cồ lanh kìa, kìa lanh chưa, lanh chưa, chỉ sâu rồi đó, trời mệt quá. Rồi, đứng im đi chú. Mệt quá trời. Lặn ghê. Mới là đi lại gần gần nó đã lặn thì tiệt tiệt chứ. Chú lặn. Mẹ. Đây. Đây. Ờ, đừng cho nó vô lúa mới này, vô lúa nó bắt không được nó đâu, cho nó ra ngoài gốc gạ này nè, cho nó ra lỗ trống này nè, năm con nha, điểm nha, được rồi thôi, xúc nhẹ, lặn hay bà cố, được nha, bây giờ rồi, cách ra lỗ trống thì chút nó dính gốc gạ, rồi ra, lỗ trống ra. Rồi xúc chung. Trời ơi xình đất không. Bắt mẹ nó ra đi. Bắt con mẹ nó ra. Rồi, gọn thô có cái giọt là gọn nhất. Ướt nó mình. Xình không rồi. Xình không luôn rồi. Bắt nó ra đi lấy xình coi. Lấy cái gỗ nó lên lên thôi. Cái gỗ luôn. Xình không. Nè bắt con nó nữa giữ. Còn một bầy nữa. Tới hai bầy luôn mà. Hai ổ nở luôn mà. Ổ này 5 trứng nè. Thường bắt bỏ vô đó đi. Dính mày đó, đơn giản thôi. Xin không ai. Cái chừng ướt trứng luôn nha. À, rồi, ok. Tìm lần cực khổ quá. Đây nè, ổ này nó đang nở nè, lấy vô đi, rồi nó nở. Ổ cho bú chuối này đang nở nè. Ờ, rớt ra ngoài trứng luôn. Đi Hương ơi. Dạ, đá quá. Nè, dữ lắm á, nó đang nở dữ lắm á. Bỏ ra ngoài đi miếng đá đó. Đó, đang nở luôn á, bỏ máy luôn. Có kiến á, nở hai cái kiến nó vô nó bò nó cắn. Kiến nó bò lại, nó coi. À, điều thôi khẽ điều hết không? Ba kiến. Khẽ điều hết đây nè. Đây nè. Đây khẽ mỏ nó nè, khẽ mỏ nó nè. Mỏ nó. Đây. Trứng này nó gì nè, đây trứng này nè. Nó tự nó ấp nó đều lắm. Ừ, khẽ mỏ luôn á. Nè. Khẽ hết luôn đó. 5 trứng này khẽ mỏ đều lắm. Đi tìm mấy bầy lên lại con. Khó quá vậy ta. Ra vô ngoài. Thấy bên đây rồi, nó bên đây nè. Đây, chuẩn bị. Mình nó chuẩn bị giọt chống đợt rồi nữa nè các bạn. Đi hướng này đi, hai thằng này hướng đó đi. Thì qua đây. Qua đây dí nó. Cảnh cũ các bạn ơi, cảnh cũ lặp lại. Hồi nãy đi vô đây kiếm không gặp. Đi vô đây kiếm không gặp. Bắt được cái bầy ở ngoài ruộng rồi. Còn đây thêm bầy nữa. Trời ơi, đã nói không hay á là nó nở vậy đó. Nhẹ nhẹ thôi, hai thằng nhẹ nhẹ thôi. Bạn thấy cái cảnh cũ không? Cái cảnh mà video trước mình quay với các bạn đó. Nó nở ra là nó trốn đây nè. Nè rõ ràng chưa? Vỏ nè. Vỏ đã nở nè. Đó. Vỏ nở.
cứ từ từ. Đâu rồi, không thấy luôn rồi, mới thấy đâu mất tiêu rồi. Nó có con rồi, nó đi nhẹ lắm. Có con đi nhẹ nhàng lắm. Hả? Nó đi lại kia rồi, thằng Minh lại kia, Minh lại kia, Minh. Cỏ quá, cỏ hết thấy rồi. Trời ơi, ổ này đông lắm bà hổm. Thôi rồi. Đâu Minh? Kìa, từ Minh này, từ Minh này. Tìm thấy bắt nó Minh này. Ở đó, đó. Khoan. Trời ơi, lội kìa. Ghê chưa? Các bạn thấy cái cảnh này quen không? Hồi nãy bắt ở ngoài ruộng một bầy rồi. Khoan, để từ từ anh lại anh coi. Điếm con trước cho nó ra lỗ trống cái gì đi Minh. Cho thường thích giới chỗ này là thường. Cho ra lỗ trống trước đi. Đây nè. Đừng cho nó quay lại đây cỏ nhiều nó bắt không được á. Điếm trước đi nhiêu con đi để mình bắt nó sót á. Phải không? Mình điếm hay lắm. Cái bầy trước là 9 con các bạn. Bầy này. Gì bầy này 9 10 con. Điếm hả Minh? Lội nhanh quá điếm không được Minh. Đó. Trời ơi. Mấy bạn đẻ đâu mấy bạn không cho mình hay. Ha. Rồi sụp lúng sình luôn. Có cái giặt có lủng không đấy Minh ơi. Rồi, cho nó vô góc cái đi là dễ. Nữa, cũng cái góc này nữa. Vui ha. Tháng nào cũng bắt vậy coi lặn ra, ghê chưa? Để vô góc đó, vô góc đó. Em không có chạy trốn khỏi được anh đâu, trong cái tầm kiểm soát của anh rồi. Thấy chưa? Hay lắm. Khôn lắm. Đâu rồi? Góc này đúng không? Các bạn nhớ. Đây. Đâu nhiêu con nhanh điếm mình để gió chậm ra điếm nhiêu con mình. 89 mình. Rồi ra tay đi. Sao vậy? Chín đến 8 anh. Chín đúng không? Như con 8 còn ở trong con nào không? Đó. Hết chưa? Còn con. Lặn. Né nó lặn. Rồi. Ok. Gọn khô. Rồi. Túm được 2 bầy ra le các bạn ơi. Đâu, đem lên đây coi đi. Khỏe người. Tháng nào cũng vậy. 829. 829. Ừ, có lủng giọt không? Lủng giọt như là gọi đi nữa đi. Rồi coi. 8 con à. 8 hả? Đó. 8 nãy 5 đúng không? 13 con. Đó. Dạ bạn có ép bạn con không? Rồi. Thôi khỏe rồi. À, chào các bạn, chào bà con. Trời ơi nãy giờ được bắt le le tuột quần luôn. Thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại bà con các bạn ở video tiếp theo. Mệt quá rồi.